Chào anh em nhé. Ở đây em có một cái bộ mic không dây của phân khúc giá rẻ mà tiếng rất là hay, thuộc phân khúc giá rẻ anh em nhé. Tìm mãi mới được cái bộ thuộc phân khúc giá hợp lý mà để bán cho các bác. Vì trong cái tầm tiền dưới 2 triệu thì gần như là anh em ở thị trường em đang thấy có là những cái bộ UGX 21, 23 rồi là 21 Plus rồi là 23 rồi là UGX 30. Cái phân khúc đấy thì thực tế em test chất âm của nó thì tiếng mic nó không được sáng, nó nghe rất là bì đấy. Thì hôm nay là có tìm được cái một dòng mic mà test cảm thấy nó ưng ý nhất để giới thiệu cho anh em trong phân khúc dưới 2 triệu đấy, là cái bộ mic CM Audio của công ty xuất nhập khẩu anh em nhé. CMC, hàng chính hãng của CMC, đầy đủ các thông tin, đầy đủ các mã số thuế, COCQ đầy đủ. Đấy, đều có hóa đơn chứng từ hẳn hoi, không phải là hàng trôi nổi ngoài thị trường anh em vẫn hay mua. Thì thực tế là cái bộ này ấy, thì bác sử dụng ở nhà gia đình dùng hát thì rất là ok, kiểu dáng lại đẹp, nhìn các đèn led của nó này, là hai phím to nhỏ này, setup này lên xuống này, màn hình của nó hiển thị đèn led rất là đẹp nhá. Nói chung là bề ngoài thì không chê đâu, được rồi, ok. Thứ hai là cái chất âm của nó là tính rất là sáng, giải bát cũng tương đối là đều. Trong tầm tiền 1.850.000 thì anh em thử ngắm trên thị trường xem có những cái bộ nào nó hay mà vừa tiền đấy. Thì thực tế là bên em nó một bên chuyên bán các loại thiết bị karaoke, những cái model hàng hãng mà các bên hãng chào đón bên em thì rất nhiều, nhưng mà bên em sẽ phải chọn lựa rất là kỹ lưỡng cho cái việc là bán hàng cho các bác. Là mình là người bên nhà phân phối thì phải chọn được cái mẫu nó chất âm tốt và giá nó phải vừa phải, phù hợp cho các bác, để bác về mua về nâng cấp vào các bộ dàn karaoke của các bác nó phải hay hơn thì em mới nhập về em bán. Còn thực tế là những bộ ở ngoài thị trường thì có hàng trăm mẫu mã khác nhau, nhưng mà để mà qua vòng tuyển chọn của bên em thì khá là vất vả. Mà thực tế em cũng tự đi tìm kiếm, không chờ đợi các bác đến chào đâu. Những bộ như này em cảm thấy nó chất âm được, sóng sánh ổn định, không bị rớt sóng, là em nhập về em bán cho các bác thôi. Cái bộ này thì tiếng sóng của nó xa nó cỡ khoảng độ 20m, ok. Còn xa hơn nữa thì em chưa test, nhưng mà tầm trong phạm vi 20m bác hát gia đình ở nhà thì thoải mái và không bị rớt sóng. Đấy, cái quan trọng nhất là nhiều cái bộ mic ở ngoài trường ấy, có thể là giá nhập giá bán cao hơn thị trường khoảng độ 2.3, 2.5, em thấy vẫn rớt sóng bình thường. Cái tình trạng rớt sóng đấy thì cái bộ này gần như không có, kể cả đông người. Đấy, cái bộ này nó khắc phục được. Cái tay mic của nó đây là bộ mới, đây là hàng mới anh em nhé. Màn hình đây, ở dưới này thì nó có thiết kế hai cái phím no và hi, phòng rộng và phòng hẹp. Đấy, tay mic này. Đấy, màu xám, chụp inox. Thử em xem thôi này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xoay này. Khi mà anh em mà mua hỏng hóc, tay mic hỏng rồi là đầu thu mất hoặc tay mất thì đều có phụ kiện để thay thế cho các bác luôn nhá. Được. Vấn đề đấy thực tế nó cũng rất là quan trọng, bởi vì là anh em mua thị trường, nếu mà mua cái hàng mà trôi nổi quá thì khi mà tay mic mà bị hỏng không biết mua ở đâu thì nên chọn những cái sản phẩm mà có thương hiệu thị trường và có công ty người ta làm lăn lâu dài thì các bác lên mua sản phẩm như thế. Còn những cái công ty mà hàng mà trôi nổi mà giá nó rẻ hơn, rẻ quá rồi mà mình mua về sau mà tay mà hỏng không biết mua của ai để mà thay thế nữa thì chắc cái bộ đấy chỉ cũng vứt đi thôi. Nên chọn những cái sản phẩm thương hiệu lớn. Được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, được, 1, 2, được. Đó, tiếng mình rất là hay nhá. Đây em sẽ quay xem cho anh em tổng thể xem từ xa nó như nào. Lên, 1, 2. Trong cái này nó sẽ có báo vạch pin này. Ở đây là cái khóa này đang mở, để bác thích khóa lại có thể khóa được bàn phím này lại nhá, chống trẻ em nó nghịch. Được, 1, 2, 4. Phụ kiện đi kèm một cái bộ mic mới như thế này, hiện tại là sẽ có một cục adapter và dây 6 ly để kết nối với lại âm ly hoặc là vang cơ vang số, hai cái chống lăn và 4 viên pin. Hàng mới đập hộp luôn anh em ấy, nhìn này. Đó.
CMX12 giá rất là rẻ mà hay, sóng xanh thì tuyệt vời. 1.850.000 bao ship cho anh em. Bác nào nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp sang bên Hôn Hoa nhé. Hàng này hàng mới 100% bảo hành cho bác 12 tháng. Những em ở xa thì có thể điện thoại sang bên em đặt hàng bằng cách là mình để lại phần địa chỉ, số điện thoại, họ và tên, thông tin cụ thể. Sau đó thì em sẽ gửi hàng cho bác qua đường bưu điện, bác nhận hàng và kiểm tra và thanh toán giúp em. Đấy, rất là dễ dàng trong việc mua sắm. Bác rất nhiều bác là mua hàng bên em nhưng mà thì nhiều một vài cái lý do, là ví dụ như là test không lên, hoặc là cảm thấy nó mẫu mã này ta không thích cho quay đầu hàng, những thế là bác xem qua video này đã xác định mua chốt rồi thì lên nhận hàng giúp em, chứ đừng để bom hàng nó quay đầu lại em mất tiền ship hai đầu ấy, thì cước hai đầu thì nó rất là buồn cười anh em nhé. Rồi, xin chào các bác, hẹn các bác ở một cái video clip khác. Xin chào, hẹn gặp lại.